Khi mà lâm trận, đàn ông cần làm gì để chị em muốn có những lần sau nữa hả em Phương? Thứ nhất, đó là sau khi mà làm xong nha, anh ấy hôn nhẹ nhàng cô gái của anh, hỏi han quan tâm những cái câu như là hôm nay em có mệt hay là không, em cảm thấy như thế nào, ôm ấp và vỗ về cô ấy. Vì phụ nữ rất là sợ cái cảm giác đó là sau khi kết thúc cuộc chơi của mình thì chỉ giống như là một món đồ chơi. Thứ hai đó là hãy lau cho cô ấy. Thường thì các anh á, sung sướng xong hay bỏ mặc đối tác của mình rồi quay lưng ôm điện thoại hay là hút thuốc lá hoặc đi ngủ. Điều này sẽ tạo cho chị em phụ nữ có cảm giác đó là mình không được trân trọng. Và thứ ba đó là quan trọng nhất, nếu như muốn chị em khao khát được những lần tiếp theo thì chắc chắn luôn là trong cuộc yêu á, các anh phải làm cho họ được thỏa mãn bằng những kỹ năng điêu luyện của mình, bằng một em trai á gọi là thực sự là mạnh mẽ này, dẻo dai và bền bỉ, làm cho họ lên tới nóc nhà được nhiều lần trong một cuộc yêu thì chắc chắn luôn là họ sẽ rất chủ động và mong muốn có những lần tiếp theo. Ở đây có anh em nào thời gian không đủ lâu, độ cứng thì không ổn định thì gọi điện theo số hotline của em Phương để được tư vấn bảo mật nhé.